Quý vị và các bạn thân mến, những năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn thành phố Châu Đốc ngày càng lan tỏa, đã góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Qua phong trào, xuất hiện nhiều tấm gương gia đình văn hóa tiêu biểu, giữ gìn và phát huy những phẩm chất tốt đẹp trong gia đình, chăm lo lao động, nuôi dạy con ăn học thành đạt và tích cực góp sức xây dựng Châu Đốc ngày càng phát triển. Cụ thể như gia đình bà Đoàn Thị Che ở khóm Vĩnh Xuyên, phường Núi Sam là gia đình hạnh phúc, vượt khó nuôi con ăn học thành tài. Trò chuyện với chúng tôi, bà Đoàn Thị Che kể, vợ chồng bà có 4 người con trai, bà là giáo viên đã nghỉ hưu, cách đây hơn 40 năm, lương giáo viên rất ít ỏi, không đủ nuôi 6 miệng ăn trong gia đình mà còn phải lo cho 4 đứa con ăn học. Ngoài đi dạy, chồng đi làm thêm, vợ chồng bà phải đi giăng câu, giăng lưới, hái rau muống, bông súng để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống và nuôi 4 người con đang tuổi ăn học. Nhờ tính cần cù, chịu khó, cần kiệm, tích lũy mà vợ chồng bà đã nuôi 4 người con ăn học thành đạt. Đến nay, các con của bà đều đã lập gia đình, có con và có cuộc sống ổn định. Kể về con cháu, bà Che không giấu được niềm tự hào vì cả 4 người con trai và các con dâu của bà đều thành đạt, hiếu thảo với cha mẹ, sống hòa thuận với nhau, hiện đang công tác tại các cơ quan nhà nước và có địa vị trong xã hội. Các cháu nội đều học giỏi, ngoan ngoãn và nghe lời ông bà bố mẹ. Dù các con trai và con dâu đều bận rộn với công việc, nhưng vào các ngày cuối tuần, các con cháu của bà đều quây quần bên nhau, sum họp gia đình. Gia đình bà Đoàn Thị Che nhiều năm liền được công nhận gia đình văn hóa tiêu biểu, được nhận nhiều giấy khen chính quyền địa phương. Mặc dù vợ chồng bà đã ngoài 60 tuổi, nhưng ông bà thường xuyên vận động như nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc và nuôi dạy các cháu. Ngoài ra, bà mở một quán cà phê nhỏ ở nhà, mặc dù thu nhập không cao, nhưng bà nói để có thêm tiền cho các cháu ăn vặt hàng ngày. Ngoài ra, trong lúc rảnh rỗi, ông bà còn chăm sóc qua cây kiểng quanh nhà, tạo không gian nhà xanh sạch đẹp. Vợ chồng bà còn thường xuyên tham gia thực hiện tốt các phong trào do địa phương phát động, sống hòa thuận với bà con hàng xóm. Gia đình tôi trước kia rất là khó khăn, nhưng mà chúng tôi cố gắng vượt qua tất cả mọi khó khăn để nuôi con tôi 4 đứa ăn học. Rồi tôi cũng thường dạy bảo các con ở trong gia đình là nên hòa thuận, anh em hòa thuận, trên nói dưới nghe, dưới nói trên nghe, và xóm giềng cũng vậy, cũng phải hòa đồng và tránh xa những cái tệ nạn của xã hội. Đối với gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Xuyên và anh Trần Văn Hải ở ấp Mỹ Thuận, xã Vĩnh Châu, thành phố Châu Đốc, gia đình anh chị được biết đến là gia đình văn hóa tiêu biểu nhiều năm liền. Cả hai là giáo viên, công tác chung trường tiểu học Lương Thế Vinh. Đến nay đã được 21 năm, hai vợ chồng chung một nghề nên dễ chia sẻ và thông cảm với nhau những khó khăn trong công việc và cuộc sống, nuôi dạy con chăm ngoan học giỏi. Vợ chồng anh chị có hai người con trai. Người con trai lớn học Đại học Quản lý Thể thao gần ra trường. Còn con trai út đang học lớp 11, trường Trung học Phổ thông Châu Thị Tế. Sống chung với nhau hơn 20 năm, gia đình vẫn hạnh phúc, yêu thương nhau. Đối với việc giáo dục nuôi dạy con cái, chị Xuyên quan niệm không nên áp đặt, bắt ép con, mà phải coi con như người bạn, thủ thỉ tâm sự trong việc nên làm, việc không nên làm, để con hiểu và thực hiện. Chị luôn rèn luyện tính độc lập tự giác cho con ngay từ bé, và bản thân bố mẹ cũng phải luôn gương mẫu để con cái học tập noi theo. Trong công việc mà xây dựng gia đình hạnh phúc á, thì ở gia đình thì cũng đôi khi vợ chồng có cự cãi, lớn tiếng. Nhưng mà đối với người phụ nữ thì mình cũng phải dịu dàng. Mình khi mà một người nóng thì một người sẽ dịu lại để mà giữ cho mái ấm gia đình nó im ấm, hạnh phúc. Rồi bên cạnh đó thì cũng nuôi dạy con học hành tốt, rồi chăm ngoan học giỏi. Con lớn của tôi thì học đại học, cũng sắp ra trường, và con nhỏ thì đang học lớp 11. Thì gia đình sống rất là hòa thuận, thì anh em cũng là vui vẻ, không có cự cãi nhau, rồi rất là yêu thương cha mẹ và kính trọng cha mẹ với ông bà. Đối với cái công tác của tôi là giảng dạy thì tôi cũng giáo dục các em học sinh cũng phải biết kính trên nhường dưới, rồi biết gặp người lớn chào hỏi, và các em ở trong lớp thì cũng hòa đồng.
Ngoài xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, giáo dục con chăm ngoan học giỏi, ở trường chị luôn là cô giáo gương mẫu, hòa đồng với đồng nghiệp, hỗ trợ đồng nghiệp, trao đổi chia sẻ chuyên môn với các đồng nghiệp. Trong giảng dạy, chị Xuyên thường xuyên cập nhật, luôn tìm tòi, đổi mới phương thức giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có điều kiện tiếp bước đến trường. Ngoài ra, chị còn tham gia nhiều hoạt động phong trào của trường, cũng như ở địa phương phát động như hội thi giáo viên rèn chữ đúng, viết chữ đẹp cấp thành phố, tập luyện học sinh viết đúng, viết đẹp cấp thành phố, hội thi bà mẹ nuôi con giỏi và các phong trào do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phát động. Ghi nhận những nỗ lực cố gắng của chị Nguyễn Thị Ngọc Xuyên, hàng năm, gia đình chị đều được bình xét đạt gia đình văn hóa tiêu biểu. Chị được tặng bằng khen, giấy khen chiến sĩ thi đua cơ sở, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020. Năm 2005, chị đạt giải ba hội thi bà mẹ nuôi con giỏi. Năm 2006, được tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc 5 năm liền, thực hiện phong trào thi đua do Trung ương Hội phát động giai đoạn 2001-2006. Giáo viên chủ nhiệm tập luyện học sinh đạt giải viết đúng, viết đẹp cấp thành phố năm 2020-2021. Cô thì công tác tại đơn vị là cô cũng rất là nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp. Trong công tác chuyên môn thì cũng thường xuyên trao đổi với đồng nghiệp và tìm ra những cái phương pháp, những cái hình thức dạy học rất là phù hợp để giúp đỡ cho các em, ví dụ như thuộc đối tượng là học sinh chưa hoàn thành. Còn những em mà thuộc đối tượng, ví dụ như học sinh cá biệt á, thường xuyên mà nghỉ học, gặp khó khăn trong học tập thì cô sẽ tìm ra những cái biện pháp phù hợp để vận động bé đến trường tiếp tục, và cũng có những cái biện pháp để giúp đỡ bé có sự thích thú hơn trong học tập để mà đến trường thường xuyên hơn. Còn trong cuộc sống gia đình của cô thì nhận thấy là cô cùng với chồng là cũng đồng thời công tác cùng một đơn vị, và thấy cuộc sống gia đình thì rất là hạnh phúc. Hai vợ chồng rất là hòa thuận. Còn trong công việc mà nuôi dạy con ở nhà thì hiện tại là con cũng đã lớn và cũng học đến đại học. Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phối hợp phòng văn hóa thông tin thành phố Châu Đốc tổ chức liên quan gia đình hạnh phúc tiêu biểu lần thứ nhất năm 2022, có 19 gia đình được tuyên dương khen thưởng. Để phong trào xây dựng gia đình văn hóa tiêu biểu tiếp tục lan tỏa và đi vào chiều sâu, thời gian tới, các ngành địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch. Trong điều kiện công nghiệp quá, hiện đại quá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế thì vai trò của người phụ nữ trong gia đình Việt Nam hết sức quan trọng, và những kinh nghiệm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, đặc biệt là không có bạo lực gia đình, tạo sức lan tỏa về giá trị hạnh phúc gia đình trong cộng đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố có các cái giải pháp tuyên truyền vận động như sau. Thứ nhất là sẽ tăng cường công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và gia đình, cộng đồng về vị trí, vai trò của gia đình trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố, về các cái chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan đến gia đình. Thứ hai là sẽ đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền về xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình, chú trọng đối tượng tuyên truyền là nam giới. Thứ ba là sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về nêu gương người tốt, việc tốt, phê phán những biểu hiện không lành mạnh ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Thứ tư là sẽ ngăn ngừa thông tin và sản phẩm văn hóa độc hại tác động đến gia đình, ảnh hưởng đến đạo đức, lối sống, văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Thứ năm là sẽ đẩy mạnh giáo dục cung cấp các thành viên trong gia đình về chủ trương, chính sách, pháp luật có liên quan đến gia đình, kỹ năng sống, kỹ năng làm cha mẹ, nâng cao chất lượng các mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình với nhau và cộng đồng gia đình. Thì vừa qua là Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố có tuyên truyền về cái đề án 938 hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề của xã hội. Phụ nữ có phối hợp trung tâm y tế để hướng dẫn cho câu lạc bộ cha mẹ nuôi con từ 0 đến 8 tuổi về cái kỹ năng chăm sóc trẻ, và sẽ tăng cường lồng ghép kiến thức về xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình vào các cái buổi họp tổ, nhóm, câu lạc bộ của phụ nữ.
phong trào xây dựng gia đình Giang Quá đã có sức lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống xã hội. Để phong trào tiếp tục phát huy hiệu quả, mỗi gia đình cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng mái ấm hạnh phúc, giáo dục nhân cách cho mỗi thành viên, làm cho gia đình thực sự là tế bào lành mạnh của xã hội. Từ đó, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Châu Đốc ngày càng văn minh, giàu đẹp.